Hoa thơm bướm lượn và Hiếu cũng lượn hai bàn tay của mình trên phím đàn của cây U1F này, và Hiếu thấy rằng là rất thoải mái. Vâng, một cây đàn U1F series 1,1 triệu và đánh rất là thích, rất là thú vị. Và cái sự tương tác của Hiếu, Hiếu cảm thấy rất là hài lòng, rất hài lòng, bởi vì mình định nhấn nhá, định đánh mạnh nhẹ nhàng thì cây đàn nó đáp ứng rất là tốt, nó như chính mình vậy. Và bây giờ chúng ta cùng nghe từng phím một của cây đàn. Rất là thoải mái và rất là tuyệt vời không các bạn? Vâng, bây giờ chúng ta cùng xem cái chữ Yamaha lại một lần nữa. Thấy rất là thích, rất là đẹp. Và bắt đầu sang dòng F này các bạn thấy chữ nó gần lại, cũng như cuối E. Còn đầu dòng E là các bạn thấy cái chữ này nó thưa 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 ra hơn, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta cùng nhìn xuống phía dưới cây đàn với ba bê đàn. Cái dòng EF này thì các bạn thấy là cái chân bê đàn này họ thường làm xuôi này, kiểu giọt nước. Đấy, nó có vẻ hơi 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 cổ cổ một chút. Đó. Vâng. Các bạn nhìn bên trong này, đây, đây là cái đầu dây này, đấy, con ngựa này, đấy, cái dây này, đấy. Vâng, rất là chắc chắn đúng không các bạn? Vâng, rất chắc chắn. Vâng, cái dòng F và dòng EF U1 thì các bạn thấy là cái họ sẽ làm bám dính cái chân vào như này. Sang dòng G thì bắt đầu họ mới tách cái chân ra, đấy, đấy đặc điểm. Dòng EF cũng như là dòng U2 hay dòng F thì họ làm vát thế này một chút. Đấy. Dòng khác các bạn nhìn cái đặc điểm cái vát này. Đấy, ở cái mặt trước này. Đấy, nhìn rất là rõ đúng không ạ? Đấy, cái chân như này, với cái chân như này thì nhiều nhà mà chật chật một chút đấy thì họ đi lại cái chân của chúng ta lại đỡ vướng hơn. Đấy, thì nhiều người lại cũng thích cái chân nó khoát phẳng như thế này. Đó. Chúng ta cùng xem cái sao bóp của cây đàn. Vâng, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái cột trống với hai cái tay sách xuyên như thế này. Vâng, vô cùng chắc chắn. Để kiểm tra cái sao bóp cho các bạn. Vâng, rất là tốt như thế này. Vâng, Hiếu vẫn bảo hành những cây đàn ở phân khúc như này đến 10 năm. Vâng, các bạn yên tâm, 10 năm. Và tuổi thọ của cây đàn như thế này nó còn đến 70 năm nữa. Vâng, chúng ta xem cái búa này. Tận đây. Đấy, Yamaha dòng N. Và đó. Ta xem được một cái búa. Và đó. Thế chúng ta sẽ kiểm tra được như thế này. Đó, rất là chặt các bạn nhé. Rất chặt, rất chặt. Rất chặt. Đó. Tiện đây bắt đầu chúng ta lại xem lại cái chút pin. Đấy. Ta đi ngược từ đây. Đó. Các bạn để ý là luôn luôn là ba vòng dây quấn, nếu mà là hai là cái người người thợ thay dây nào đó thay không chuẩn, hoặc đến là bốn thì cũng là không chuẩn. Đấy, nó sẽ quấn ra tính rồi, quấn ba vòng này là nó sẽ rất là chặt. Đấy, chúng ta xem cái dây này. Đấy. Đấy, các bạn thấy cái dây. Đấy, được bảo dưỡng lại cũng rất là tốt. Da dạ lò xo dây con này thì mình nghĩ là các bạn cần phải nhìn thấy nó đều và đầy đủ, nó không bị quá cũ nát. Thì là nhất là cái dây con này này, cái dây con trước này này là nó rất dễ bị mục. Đấy, theo năm tháng nên là những cái đàn mà nó cũ quá là nó hay bị mục. Đấy, cái này rất là đảm bảo, rất là tốt. Và Yamaha U1F series 1,1 triệu được sản xuất năm 1970. Vâng, cao 1m21 tại Nhật. Sau quá trình sử dụng được đánh giá là body B, key B cộng, pin A, action B cộng và support A. Và body B, key B cộng, pin A, action B cộng và support A. Vâng, một cái này đã hoàn toàn để chúng ta yên tâm sử dụng cây đàn các bạn.